mình nhận được cái comment rất là ác ý, khi mà người này cố tình comment nói rằng mình thao túng tâm lý, đi nước đôi, sử dụng cái liệu pháp tâm lý gây sang chấn cho người khác, đem đến thông điệp tiêu cực cho mọi người. Mình rất buồn về cái chuyện này và mình tranh cãi với người này rất là nhiều. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn tại sao mình chọn Tarot để làm cái kênh YouTube muốn gửi đến các bạn những thông điệp của sự chữa lành, của những trắc trở trong cuộc sống của chúng ta. Cách đây khoảng chừng không tới nửa năm, mình không hề biết Tarot là gì hết đó các bạn. Và mình gặp những tổn thương trong tình cảm. Và cái liệu pháp duy nhất mình không có một ai để mình tâm sự cũng như thấu hiểu được cái bản thân của mình, chính mình gặp một cái video về Tarot ở trên YouTube. Và mình đã dựa vào những cái trải bài Tarot đó, nó chữa lành cho mình hàng ngày, giúp mình cân bằng được cuộc sống mình rất nhiều sau những cái tổn thương của mình. Bởi vì khi mà Covid diễn ra tại Mỹ, mình sống một mình ở tại Mỹ, tất cả mọi thứ nó sụp đổ với mình. Mình không có người thân, không bạn bè. Điều gì thì mình tin cái bài Tarot là một trong những cái bài giúp cho mình chữa lành bản thân. Và cái điều này tại sao mà bài Tarot nó lại hiện diện hàng thế kỷ nay? Bài Tarot được sử dụng để giúp cho người ta có những quyết định phù hợp với những thời khắc do dự, đau khổ và tổn thương. Tất cả cái lá bài đều đem đến cho người ta cái sự chữa lành rất là cao, một cái thông điệp hướng thượng rất là nhiều. Và mình đọc hết tất cả 78 ý nghĩa của lá bài, nó đều có mặt tốt và mặt xấu. Và mặt tốt hay mặt xấu đều hướng con người ta đến cái sự chữa lành, đến sự yêu thương bản thân, đến sự sống tích cực hơn, yêu thương những người xung quanh. Theo các bạn, như vậy là bài Tarot nó đâu có sai đâu các bạn. Cái triết lý của bài Tarot nó giống như là triết lý của cái đời người, mà theo mình đã nghiên cứu với Phật giáo, nó rất tương đồng với Phật giáo. Tất cả cái gì cũng vậy, mình quay về bên trong, mình thay đổi bản thân mình trước, không bao giờ mong cầu thay đổi người khác. Và mình thấy khi mình an vui được chính mình thì chính là mình an vui bên cả bên ngoài. Và nó khiến cho con người ta phải hướng cái điều tích cực và tốt đẹp hơn trong cuộc sống này. Mình chưa thấy một lá bài Tarot nào mà khuyên người ta xấu xa hay là tiêu cực hết đó các bạn. Đối với bản thân mình không có xem Tarot là bói bài các bạn. Mình chỉ xem Tarot là một cái công cụ để chữa lành những cái vết thương, tổn thương của chúng ta mà thôi. Bởi vì các bạn sẽ thấy là qua cái bài Tarot, bạn sẽ thấy yên bình và những lúc bạn thấy bất an, bạn sẽ thấy thế giới xung quanh của mình thật có nhiều ý nghĩa. Qua đó mình sẽ thấy thế giới của bạn sẽ trở nên sâu sắc hơn rất là nhiều. Bởi vì Tarot cũng giúp cho bạn hiểu được cái vấn đề nào đó, cũng như cách giải quyết của chúng đưa ra. Bạn sẽ nhìn nhận một cái tình huống cụ thể rõ ràng hơn, theo cái hướng rất là tích cực, chứ không phải là hướng tích cực như mình nghĩ. Nó giải phóng bản thân của mình ra khỏi những cái điều đó, để cho mình thấy được cái góc độ khác của vấn đề, thậm chí là thấy được rõ bản thân mình muốn gì và cần gì. Tarot sẽ giúp bạn nhìn nhận một tình huống rất là cụ thể và rõ ràng hơn rất là nhiều. Bạn nhìn nhận cái vấn đề của mình ở tất cả các góc độ khác nhau, thậm chí là bạn biết là mình phải cần làm gì. Bởi vì cái thực sự cái bản chất cái vấn đề lúc nào cũng hai mặt. Và một bài Tarot, một lá bài nó cũng có hai mặt luôn các bạn. Những lời khuyên của nó đưa ra giúp cho bạn tiến về phía trước. Đôi khi có những khó khăn trong vấn đề mình gặp phải, qua Tarot mình biết cách sửa chữa. Một trải bài Tarot sẽ đưa ra lời khuyên cho bạn, không chỉ giúp cho bạn hiểu sâu hơn vấn đề của bạn đang đối mặt, mà còn đưa cho bạn một cái giải pháp để đạt ra những kế hoạch tốt nhất. Bài Tarot không giúp bạn nhìn thấy tương lai, nhưng có thể giúp cho bạn tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn với những điều bạn mong muốn. Thì theo bạn nghĩ Tarot nó có sai không? Và tất nhiên qua những cái bộ bài trải bài đó, bạn sẽ có thêm nhiều sức mạnh. Bạn có thể không tin điều này, nhưng thực sự con đường đến một cái tương lai tốt đẹp hơn bắt nguồn từ chính bản thân bạn. Và cái thông điệp Tarot là cái thông điệp mình phải yêu thương bản thân, mình phải trau dồi đạo đức của chính mình. Nếu như các bạn cảm thấy mình không có thể kiểm soát được mọi thứ xảy qua xung quanh bạn, bạn lại có khả năng không thể biến bất kỳ tình huống tiêu cực nào trở thành tích cực. Chính cái bạn cần là Tarot sẽ giúp cho các bạn đánh thức cái phần tích cực ở trong cái tật vấn đề tiêu cực bạn gặp phải trong cuộc sống này. Để rồi từ đó các bạn cảm thấy là mình có thể chữa lành những vết thương của chúng ta.
Bởi vì tất cả chúng ta đều gặp phải những chướng ngại vật và một điểm nào đó trong cái cuộc đời của mình, tức là một cái thời điểm. Cái điểm khác biệt ở đây là chúng ta phải biết cách xử lý nó, chứ không phải mình đắm chìm trong cái tiêu cực mà dẫn tới một hậu quả không lường xảy ra. Có người ảnh hưởng đến cả tính mạng, sức khỏe, tinh thần, điên dại. Theo bạn nghĩ là mình cần ai đám bám phiếu nào? Chính như cái lá bài đã giúp cho chúng ta nhìn lại, dừng lại trong giây lát và nghĩ về những điều khiến bạn bận tâm. Có điều gì đó xảy ra trong tiền tình của bạn phải không? Hay là một mâu thuẫn với bạn với người bạn nào đó mà chưa giải quyết được? Hoặc là nghe những tin tức mà nó ảnh hưởng đến bạn rất là nhiều. Cho dù chúng ta gặp gì để chăng nữa, thì bộ bài Tarot sẽ giúp cho bạn hướng tới một cái gì đó, một cái tương lai tốt đẹp, vui vẻ hơn, tích cực hơn rất là nhiều. Thông điệp đã đưa đến chúng ta chữa lành rất là cao, chữa lành chính những cái vết thương mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống này. Và theo nghiên cứu của mình, thực tế những lá bài Tarot thì nó có nguồn gốc sâu xa trong cái việc ứng dụng tâm lý học. Một nhà tâm lý học tên là Carl Jung đã phân tích rằng các lá bài Tarot đại diện cho nguyên mẫu của loài người, hay những cái đặc điểm chung như sức mạnh, tham vọng và đam mê. Và trong tâm lý học, Tarot trở thành công cụ lý tưởng cho liệu pháp về sức khỏe của tinh thần. Và theo như tiến sĩ Emma Senmaki đến từ Đại học Columbia, các lá bài Tarot có thể áp dụng dễ dàng vào cái tình huống mà bạn gặp phải trong cuộc sống này. Một khi bạn nhìn thấy rõ những lá bài này được trải ra, bạn sẽ thấy rõ những gì bạn thực sự muốn. Chúng sẽ giúp cho bạn giải quyết được cái vấn đề của chính mình. Những hình ảnh hiển thị trên lá bài Tarot cho phép người đọc phân tích hành vi, hy vọng, nỗi sợ hãi của một người. Đồng thời những lá bài cũng đưa ra cho các bạn những thông điệp, những lời khuyên đúng đắn để bạn có thể vượt qua những hoàn cảnh khó khăn của hiện tại. Jenny Flock, một nhà tâm lý học tại Ontario, Canada khẳng định Tarot không phải là xem bói. Nó là công cụ giúp chúng ta suy ngẫm sử dụng bài Tarot là một cách đúng đắn có thể chữa lành cho tinh thần của chúng ta. Và theo Alison Samani, một nhà trị liệu và cố vấn tại Trung tâm Trị liệu Tâm lý Hoa Kỳ cho hay, hầu hết mọi người tìm đến trị liệu tâm lý vì họ muốn hiểu bản thân của mình hơn và họ sẵn sàng thực hiện những phương pháp khác nhau. Tarot không thể thay thế các phương pháp trị liệu tinh thần cho tôi, nhưng nó là một lăng kính khác giúp cho tôi có thể mượn sức mạnh từ đó. Các bộ môn như là chiêm tinh học, tử vi, Tarot hay thần số học thực tế xuất hiện từ rất lâu rồi. Tuy nhiên đến những năm gần đây, tầm ảnh hưởng của bộ môn này ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của mọi người rất là nhiều. Do đó khi bạn gặp khó khăn, những trải nghiệm tiêu cực, người ta có tìm đến những xu hướng tìm đến nguyên nhân vì sao. Do đó Tarot, chiêm tinh có thể là công cụ giúp chúng ta phần nào hiểu được điều đó. Mặc dù là nó không phải là bói toán, nhưng mà nó thực sự là một công cụ chữa lành. Qua đó chúng ta sẽ thấy là nó đã hướng thượng rất là nhiều, giúp chúng ta có sức khỏe, tinh thần được tốt hơn. Do đó tại sao mình không xem Tarot các bạn? Nó là cái một cái phương pháp giúp cho ta trị lo âu trầm cảm, một công cụ hỗ trợ chúng ta rất nhiều trong cái vấn đề chúng ta hiểu mình hơn. Mình xin giải thích cho các bạn, tại vì mình rất là buồn khi một ai đó chữ mình thao túng tâm lý. Mình không có lấy gì từ người xem, tiền, bạc hay tình cảm. Mình chỉ đưa ra những thông điệp giúp các bạn chữa lành mà thôi. Xin cảm ơn các bạn đã xem cái video này.